Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cơ sở 2, xã An Ngãi, huyện Long Điền. Ngoài thăm hỏi sức khỏe của các cụ, đoàn còn trao tặng 100 suất quà với tổng kinh phí 30 triệu đồng.